Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiết lộ một kế hoạch lớn cho sự phát triển Trung Á, từ xây dựng cơ sở hạ tầng đến thúc đẩy thương mại. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc Trung Á diễn ra ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc đã sẵn sàng phối hợp các chiến lược phát triển với Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc và năm nước này ông tập cận bình tuyên bố trung quốc sẵn sàng giúp các nước trung á nâng cao năng lực hành pháp an ninh và xây dựng năng lực quốc phòng đồng thời sẽ nâng cấp các thỏa thuận đầu tư song phương với các nước trung á tăng khối lượng hàng hóa xuyên biên giới với khu vực này một cách toàn diện bắc kinh sẽ khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu tư của trung quốc ở trung á tạo thêm nhiều việc làm xây dựng các kho hàng và khởi động dịch vụ đường sắt đặc biệt nhằm thúc đẩy du lịch văn hóa với trung á Ngân hàng Trung ương Ấn Độ thông báo ngừng lưu hành tờ mệnh tiền giá 2.000 rupee vì thị trường rất ít sử dụng. Cơ quan này cho biết là lượng dự trữ các loại tiền mang mệnh giá khác nhau vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu của công chúng. Ngân hàng dự trữ Ấn Độ đánh giá tờ tiền 2.000 rupee có mệnh giá cao nhất tại Ấn Độ không được sử dụng phổ biến trong các giao dịch ở nước này. Bộ Tài chính Ấn Độ khẳng định động thái này sẽ không làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của người dân cũng như nền kinh tế. Giới chức Ấn Độ đề nghị người dân gửi những tờ tiền 2.000 rupee mà họ đang có vào ngân hàng hoặc quy đổi sang các tờ tiền mang mệnh giá thấp hơn trước ngày 30 tháng 9. Tờ 2.000 rupee được đưa vào lưu thông từ năm 2016 sau khi chính phủ Thủ tướng Narendra Modi dừng lưu hành hai tờ tiền mệnh giá 500 và 1.000 rupee nhằm giải quyết tình trạng vấn nạn tiền giả. Có rất ít bằng chứng cho thấy kế hoạch này thành công. Trong khi đó, quy định dừng lưu hành tiền mệnh giá 500 và 1.000 rupee gây ra tình trạng thiếu hụt tiền mặt tại Ấn Độ. Lực lượng cứu hộ tìm thấy 4 em nhỏ mất tích 17 ngày sau vụ tai nạn máy bay trong rừng Amazon thuộc lãnh thổ Colombia. 4 trẻ em bị lạc vận sông sót và sức khỏe ổn định. Ngày 1 tháng 5, chiếc máy bay chở 7 người gặp nạn trên hành trình từ Araquara đến San Jose de Guaviare, thành phố trong khu vực rừng Amazon của Colombia. Thi thể 3 người lớn trong đó có phi công được tìm thấy tại hiện trường. Điều tra cho thấy 4 đứa trẻ trong đội tuổi 4, 9, 13 và một bé 11 tháng tuổi thuộc cộng đồng thổ dân Huitoto sống sót và vào rừng để tìm kiếm sự giúp đỡ. Giới chức lập tức mở chiến dịch hy vọng, triển khai hơn 100 lính ba trực thăng cùng chó nghiệp vụ tiến hành tìm kiếm. Khu vực bốn đứa trẻ bị lạc không có đường cao tốc, cũng khó tiếp cận bằng đường sông. Những gốc cây khổng lồ cao tới 40 mét cùng động vật hoang dã và mưa lớn cũng khiến chiến dịch gặp khó khăn. Bốn đứa trẻ được tìm thấy có sức khỏe ổn định dù chịu một số vết chảy xước sau 17 ngày lang thang trong rừng. Một nghiên cứu mới đây được công bố mới đây trên tạp chí Science cho thấy là hơn một nửa số hồ chứa nước lớn nhất thế giới đang bị thu hẹp thể tích và dẫn tới nguy cơ mất an ninh nguồn nước trong tương lai. Nhóm tác giả nghiên cứu trên tạp chí Science cho biết các hồ trên toàn cầu đang gặp rắc rối về lượng nước và nó có những tác động sâu rộng. Khoảng 2 tỷ người đang chịu ảnh hưởng bởi sự suy giảm này. Không giống như những dòng sông có xu hướng thu hút sự chú ý của khoa học, các hồ không được giám sát chặt chẽ, mặc dù tầm quan trọng của chúng với an ninh nguồn nước là không nhỏ. Các dữ liệu nghiên cứu đã hợp nhất hình ảnh từ Landsat, chương trình quan sát trái đất lâu đời nhất, với chiều cao mặt nước thu được bằng máy đo độ cao vệ tinh, qua đó xác định thể tích hồ thay đổi như thế nào trong gần 30 năm. Kết quả là 53% số hồ và hồ chứa nước bị suy giảm khả năng trữ nước, với tốc độ sấp xỉ 22 tỷ tấn một năm trong toàn bộ thời gian nghiên cứu, 603 km khối nước đã bị mất đi.